Hello chào anh em nha, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì có số vốn là 50 củ nhá. À đâu, đâu 60 củ chứ. Và để xem với cái số vốn này nha, sẽ lên được bao nhiêu nhá. Thì tiếp tục lại trở lại anh em ạ. Đấy, trở lại với con mặt sóc đĩa nha. Hôm nay lại đánh sóc đĩa tiếp. Đấy, và để xem mình sẽ lên được bao nhiêu nhá. Ok, anh em sẽ cùng đón xem với mình để xem lên được bao nhiêu nhá. Thì công thức đánh con sóc đĩa này cũng rất là nhiều. Nói chung là đa dạng luôn đúng không anh em? Thì anh em nói chung là nên lựa chọn cái công thức nào chơi cho nó dễ bù nhất có thể để chơi đúng không? Vì cái mục tiêu chúng ta chỉ có một mà, có chỉ là kiếm lãi thôi đúng không? Rất là đơn giản nên là lựa chọn cái nào chơi cho nó ngon một tí là được mà. Cầu là ngày 2 đúng không? Ta đánh một con chẵn nhá. 20 chẵn đi. Đánh chẵn lại ra lẻ hả ta? Căng quá ta. Đánh lẹ, đánh đánh chặn tiếp nhá, tại đánh chặn tiếp anh em sợ đéo gì đúng không? Đánh chặn tiếp này, vào tí thứ tử cho rực rỡ. Vào tí thứ tử cho rực rỡ nha anh em nhá. Tại sao vẫn là lẻ mà nó không phải là chẵn? Đúng không anh em? Câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu của mình lúc này. Đấy. Tại sao mà lại cứ ra lẻ, không phải là ra chẵn ta? Cầu nó đang đi chẵn mà, đúng không? Tại sao mà không phải là chẵn mà nó luôn là lẻ nhỉ? Câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng mà ok đánh chặn tiếp nha. Rồi ok. Ô. Tại sao nhỉ anh em nhỉ? Căng vậy ta? Được rồi. Đấy, thích lì thì mình cho lì luôn anh em. Lại tiếp tục đánh chặn nha. Rồi cửa này sẽ vào tứ tử này. Sẽ có tứ tử, chắc chắn sẽ có tứ tử anh em ạ. Lát vậy ta. Ba trăm bảy mươi k nha. Rồi ok, ở dưới này sẽ lót này. Đấy, có gì đâu anh em, rất là nhẹ nhàng đúng không? Ok, mà đéo có thứ tử anh em ạ. Sao, tại sao không ra thứ tử ta? Thôi được rồi, kệ đi anh em, mà không ra thứ tử thì cũng phải chấp nhận. À bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đánh theo công thức nhá. Đánh một vài tay theo công thức này. Công thức của mình thì sẽ là lấy cái đi đếm để đếm điểm hàng dọc anh em. Điểm hàng dọc nghĩa là gì? Những cái hàng dọc này mà nó có hai trắng và hai đỏ đấy, hàng dọc điểm phiên có hai trắng và hai đỏ thì anh em sẽ tính là một điểm cho mình. Thì như đây điểm hàng dọc sẽ có này, một này, hai này, đấy, ba này. Anh em cứ thế mà phiên nào mà có bốn này, phiên nào cũng có hai trắng và hai đỏ thì anh em ấy gì, dây nào mà có hai trắng và hai đỏ nhá thì anh em sẽ tính là một đấy. Như vậy là có bốn, bốn là chẵn đúng không? Thì chúng ta lại đánh chẵn thôi. Dễ hiểu mà đúng không? Mấy cửa gần đây đổ lại thì có thể là sẽ có đó thứ tự này anh em này. Lại ra lẻ à? Cay nhờ. Lẻ ta. Một này, ok, và
hai, ok có hai thôi. Như vậy là phiên này tổng cộng có hai, hai đó là chẵn thì lại đánh mình con chẵn nha. Lại săn tứ tử rồi anh em, lại phải săn tứ tử rồi, lại phải săn tứ tử rồi. Vẫn ra chẵn nhưng mà không có tứ tử anh em ạ. Vẫn ra chẵn nhưng mà vẫn ra chẵn đều nhưng mà không có tứ tử. Đợi thì mới đèn nhá. Bây giờ nó là bây giờ là một điểm này, ok một điểm này. À, có hai điểm này, ok. Như vậy là cũng chỉ có hai điểm, hai điểm à, thì lại là chẵn thì lại đánh đánh chẵn tiếp. Nhưng mà mình vẫn hơi khó hiểu là tại sao nó vẫn chưa có tứ tử anh em ạ. Rất lâu rồi chưa có đúng không? Vẫn lẻ ta. Mình nghĩ sắp là có tứ tử đó. Mình nghĩ sắp có anh em ạ. À, miễn là đến khi nó ra tứ tử mà vốn của mình nó vẫn còn sấp xỉ là được rồi. Đấy. À, giờ là 1 này, 2 này. 3 này. 4, như vậy là có 4 nhá. Lại tiếp tục vào đánh chẵn nhá. Mình nói rồi, miễn là khi nó ra tứ tử mà vốn của mình vẫn còn là được. Đấy. Để xem nào. Ra thứ tử đi, đang hóng thứ tử quá mà không có anh em ạ. Cay thật sự luôn á. Lại ra lẻ cơ. Ôi dồi ôi. Ôi anh nhà cái ơi, làm cái gì vậy anh ơi? Giết người chơi rồi, địt mẹ nhà cái giết người chơi rồi anh em ạ. À, bây giờ nó là 1 này, 2 này, ok. À, 3 này và lại 4, lại 4 tiếp, lại đánh vào đây tiếp. Ui xồi ôi. Ui xồi ôi, anh nhà cái ơi, làm ăn thế này thì chết rồi. Ui, lại không có thứ tử anh em. What the fuck? Tại sao không có thứ tử nhờ? Hơi khó hiểu anh em nha. Rồi, không sao. Vẫn là hơi khó hiểu một xíu. Bây giờ là 1 này, là 2 này, ok. Và là 3, như vậy là có 3 thôi. À, mình vẫn quyết định đánh vào một con chẵn nha anh em nhá. Vẫn hy vọng có tứ tử anh em ơi. Vẫn phải hy vọng về tứ tử. Ok, vẫn là chẵn nhưng mà không có tứ tử anh em ơi. Là sao ta? Là sao ta? Thôi khó quá anh em ạ, khả năng là cũng nghỉ thôi. Chứ đánh này săn tứ tử hoài mà khó quá anh em, mệt rồi. Thôi thì bây giờ có một mờ tư lãi rồi thì cũng nghỉ nha anh em nhá. Lúc khác đánh đi, lúc khác mình đánh cũng được. Ok và cảm ơn anh em đã đón xem cái video mình nhá. Nếu thấy video hay thì đừng quên là bấm like giúp mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau nhá. Bye bye em.